Chương trình được mang đến cho bạn từ hệ sinh thái maybe.vn, nền tảng cùng bạn kiến tạo những nội dung giá trị. Chào các bạn, đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Câu chuyện tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một cái từ mà mình gọi lên là đã thấy nó hơi hơi buồn cười là heo ăn chuối. Heo ăn chuối và gà ăn chuối tất nhiên chúng ta nghe thì hiểu là nó dính líu tới một người trước đây là tỷ phú rất là giàu là ông chủ của đội hoàng anh gia lai sau đó kinh doanh xuất khẩu cao su và một số cái tình hình mà xuất khẩu nó thua lỗ thì ông bắt đầu chuyển qua đi làm nông rồi trồng chuối rồi nuôi bò và nói những cái giấc mơ rất là lớn nhưng hình như chưa có thành công và lần này thì ổng rất là vui tới nỗi à bầu đức có nói một câu vậy tôi không ngủ được khi mà tôi biết được là con heo nó ăn chuối Xong mọi người cười ầm ầm lên nói Ủa con heo nó ăn chuối từ lâu rồi mà Từ hồi ông bà mình là đã băm chuối với lại cám với lại thức ăn thừa Để có cái thức ăn cho heo Tức là nó ăn chuối từ lâu rồi mà sao tới nỗi mất ngủ Thì ra như thế này Tức là đội ngũ kỹ sư của ông Bầu Đức đó đã tính toán nếu mà đem say cái thân chuối ra thành bột pha với lại các cái chất phụ gia khác tỷ lệ là 40% thì cái thức ăn đó heo nó rất ưa thích có nghĩa là nó ăn chuối nhưng không phải người ta băm bằng dao rầm 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 nữa mà người ta chuyển nó qua một cái dạng khác là bột và người ta pha chế với lại cái cân lượng nó có phần là công nghệ hơn ông bầu đức cũng tiết lộ là tôi tính toán là nếu mà tôi cho heo ăn chuối với một cái tỷ lệ bốn phần trăm thức ăn á, là năm nay tôi sẽ lời được từ một hai cho tới một năm tỷ con số nghe cũng hấp dẫn phải không các bạn và mặc dù Chuối thì trồng 9 tháng mới thu hoạch được Mà con heo thì nuôi trong vòng 6 tháng là có thể xuất chuồng được rồi Tuy nhiên cái sự trên về cái tuổi, cái độ lớn đó Thì thưa các bạn chúng ta sẽ không có phải bỏ uh, chuối băm vào trong tủ lạnh đâu Bởi vì tất cả nó đều là bột hết Cái bột thức ăn có chuối này uh, sử dụng cho gà cũng có một cái tác dụng rất là tốt. Tại làm sao mà chứng khoán của ông Bầu Đức đó, vào khoảng ngày 21 tây tháng 9 nó chỉ có 14.000 đồng thôi. Nhưng mà sau cái câu chuyện heo ăn chuối và thấy một cái triển vọng nó khá là rõ thì giá của chứng khoán tăng lên gấp đôi rồi. Và chúng ta thấy mất ngủ của ông Bầu Đức đó thật ra là có thể nó có một chút xíu cái gì marketing nhưng mà nó cũng có một chút cái sự thật là cái sự pha trộn về thức ăn đó nó đáng quan tâm là vì nó rất có lời các bạn có nhớ là cách đây không lâu anh phạm minh thiện ảnh có nói rằng làng bột gạo ở sa đéc sau khi họ xây bột ra và họ bán cái bột gạo đó thì nó còn lại cái cặn đó, trở thành ra cái chất thải phải xử lý rất là cực nhưng khi đem cái cặn đó pha thành ra là thức ăn cho cá hay là thức ăn cho da cầm thì nó có một cái nguồn lợi rất là lớn và những cái người mà người ta đang nuôi heo chẳng hạn thay vì là người ta phải mua cái thức ăn rất là đắt tiền thì người ta có thể sử dụng cái hỗn hợp mới này từ đó cặn của bột gạo đã làm cho việc xử lý chất thải của cái làng bột gạo đó, nó diễn ra nó khá là tốt đó là cái câu chuyện về những cái đêm không ngủ được của ông bồ đức và chúng ta thử chờ đợi coi là sau khi chứng khoán nó có phần lên và sau một thời gian bán được lứa heo đầu tiên với lại cái bột chuối pha vào trong thức ăn thì cái thắng lợi của bầu đức với lại cái thành tích là heo ăn chuối đó nó sẽ kéo dài trong những năm tới nữa hay không trong một số những cái lời bình của bài tôi nói về Thái Lan và Quốc Yến, tôi thấy có một bạn yêu cầu là nói về cái tình hình cần sa đang được sử dụng chính thức công khai ở tại Thái Lan và tôi thấy rằng đây là một đề tài cũng đáng chú ý. Tôi xin kể lại câu chuyện đó. Cuối tháng 5 năm nay, tức là cách đây mới có 4 tháng, khi chúng tôi ở thái phát tức là một cái hội trợ về thực phẩm và đồ uống tổ chức ở bangkok thái lan thì chúng tôi có nghe xôn xao không nhiều lắm nhưng mà có xôn xao rằng là thái lan cho sử dụng ma túy chính thức rồi đó tôi không tin điều đó vì thái lan là một trong những nước cấm đoán ma túy rất là nghiêm khắc sau đó thì hiểu ra là cần sa là một loại lá có chất gây nghiện nhưng người ta không nghĩ rằng đó là ma túy cần sa nghe nói là được bán ở các siêu thị một cách tự do thế là tối hôm đó chúng tôi đi tìm và tôi cầm ở trên tay một chai giống y như là chai nước suối có hình những cái chiếc lá cần sa ở bên ngoài rồi sau đó không cần phải lén lút gì hết ngồi giữa tiệm ăn uống hết nguyên một chai xong thấy cũng không phê gì hết mọi người đều cười là nó cũng không có mùi gì đặc biệt lắm có lẽ nó hơi khác chút xíu thôi có khi còn nhẹ hơn là mình đổ một chút bạc hà vô nữa thưa các bạn cái câu chuyện mà người ta cho sử dụng cần sa diễn ra trong bối cảnh là Thái Lan, một nước mà nền kinh tế của họ phụ thuộc vào kỹ nghệ du lịch rất nhiều là lúc đó là rất là khó khăn để đón khách du lịch người ta cho rằng là hai lý do để chính phủ thái lan chấp nhận cho sử dụng cần sa một cách chính thức và công khai là thúc đẩy khách du lịch đến thái lan và thúc đẩy cái phát triển về kinh tế đồng thời cũng có một lý do nữa là sử dụng trong y tế và người ta tuyệt đối cấm sử dụng cần sa trong giải trí người ta phát tới một triệu cây giống cần sa cho các hộ gia đình của người thái lan trồng ở tại nhà để làm cho cái cây này nó có cái tính chất là dân giả nó không còn là cái gì đó săn đuổi hay là cấm đoán tuy nhiên cái việc mà cấm cần sa phổ biến đó nó có những cái điều kiện và cái sự kiểm soát theo tôi là cũng nghiêm khắc Tất cả những ai muốn kinh doanh cần sa đều phải có giấy phép Đó là điều kiện căn bản và đầu tiên Thứ nhì là trong cần sa phải chứa dưới 0,2% chất tetrahydrocannabinol Là cái chất gây nghiện có chứa ở trong cái lá cần sa Đối tượng mà được sử dụng thì càng ngày nó lại càng tăng cái đối tượng mà bị cấm. Lúc đầu người ta cấm những người dưới 20 tuổi, cấm phụ nữ đang mang thai, cấm trẻ con, cấm mang vô trường học, cấm mang vô những cái đồn cảnh sát hay là công an. Rồi sau đó người ta tiếp tục cấm nữa là không được sử dụng nơi công cộng. Tức là chúng ta thấy cái mức độ cấm càng ngày nó càng tăng. Vì sao? Ngày 9 tây tháng 6, chính phủ Thái Lan cho phép sử dụng cái lá cần sa mặc dù trước đó 3 tháng người ta đã cho thử nghiệm rồi thì 10 ngày sau có một người đàn ông 50 tuổi qua đời vì lạm dụng cái cần sa và có mấy bạn trẻ thiếu niên nó chừng 15 tuổi thì là nó ngất ngư là vì nó sử dụng quá liều từ đó cảnh sát lại kiểm soát chặt hơn và cái dư luận mà phản đối cái việc sử dụng cần sa là nó tăng lên có người nói là ủa tất cả du khách người ta tới thái lan đâu phải để người ta xài cần sa đâu mình phải cân nhắc giữa cái chuyện là hình ảnh của thái lan là an toàn với lại cái chuyện là tới thái lan thì sẽ được phi cần xa một cách thả cửa liệu là cho sử dụng như vậy nó có làm xấu đi hình ảnh của thái lan hay không rồi cũng có ý kiến cho rằng là lợi bất cập hại trẻ con và những người phụ nữ mà đang cho con bú hay là có thai á, Mà sử dụng cần sa thì cái hậu quả nó khôn lường Hiện nay thưa các bạn Mặc dù những người ký cái quyết định này Có một cái biện minh là thôi từ từ đi Mình đang thử nghiệm Và dẫu sao cái việc mà cho sử dụng cần sa này Nó cũng mang lại thêm cho nền kinh tế Thái Lan 289 triệu đô la mỗi năm con số cũng không phải nhỏ đó là con số chính thức còn con số mà nó phi chính thức có thể nó còn nhiều hơn tuy nhiên theo chúng tôi thì dư luận hiện nay vẫn còn phân đôi và cũng còn rất là nhiều cái nghi ngại chúng ta hãy chờ xem coi là lợi có bất cập hại hay không đó là câu chuyện cần xa được sử dụng chính thức ở tại Thái Lan câu chuyện thị trường của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một cái câu chuyện rất là lý thú bản thân tôi khi mà biết về cái câu chuyện này tôi rất tò mò tôi tìm nhiều tài liệu tôi đọc và tôi cũng coi nhiều cái clip thực ra nó chỉ là câu chuyện người ta bán hoa thôi các bạn kinh doanh một loại hoa thôi mà nó rắc rối nó công phu cả hơn 100 năm của biết bao nhiêu người và nó trở thành một cái nền công nghiệp, một cái nền kinh tế rất hùng mạnh của nước Hà Lan. Hà Lan là một nước có cái nền công nghệ cao, đặc biệt là nước họ nhỏ, dân số ít. Nhưng mà họ bán hàng cho khắp thế giới, có khi không phải là họ sản xuất đâu, nhưng mà họ làm thương mại rất là giỏi. Ở tại Mekong Connect sắp tới, chúng tôi sẽ kết nối độ chừng 10 doanh nghiệp Việt Nam với lại các cái nhà thương mại Hà Lan. Người mà kết nối phải là cái người mà rất là quen biết thân thuộc với họ đó là chị Mai Hồng và thông qua chị Mai Hồng là điều phối viên của hội hợp tác kinh doanh nông nghiệp Việt Nam Hà Lan tôi mới biết được câu chuyện về cái hoa tulip thưa các bạn tulip là một loại hoa đẹp một loại hoa sang cả đắt tiền nhưng mà rất mong manh đụng là nó bầm là nó dập và nó héo chỉ chừng hai ba ngày nếu như cái nhiệt độ ở trong nhà mà chúng ta trưng cái hoa đó không có đảm bảo là nó lạnh thì cái hoa nó bắt đầu nó héo héo và nó rũ. Hiện nay có thể nói người Hà Lan họ đang thống lĩnh cái thị trường mua bán hoa tulip trên khắp thế giới bằng cách nào? Mới đầu tôi nghĩ như thế này, chắc là họ phải sắm phản lực để họ chở hoa tươi đi các cái thị trường bởi vì nghe nói là hiện nay họ cũng vẫn là đứng đầu thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, thị trường Trung Quốc. Nếu mà đi xa như vậy mà không có phản lực chở thì làm sao mà hoa tulip nó còn tươi được. Nhưng mà thưa các bạn, vấn đề đó người Hà Lan người ta xử lý nghe bất ngờ lắm. Họ không bán hoa các bạn, họ bán củ giống của hoa tulip là tôi bán hoa nhưng mà thật sự là tôi bán cũ tức là cái cũ củ của hoa tulip á các bạn mình mua về cái mình thấy nó giống như cái củ hành mà mà nó to lên xong nó có cái mầm vậy đó mình bỏ vô trong cái bình hoa với lại một chút sỏi và nước chừng vài ban ngày cái hoa nó, nó bắt đầu nó nở ra và đến sáng mùng một mà nó nở bừng lên là rất là hên luôn có năm cái đặc điểm của cái củ giống khiến cho họ phải lựa chọn thứ nhất là cái củ thì nó dễ vận chuyển lăn qua lăn lại gì đó nó đâu có bầm dập gì đâu thứ hai là nó rẻ là bởi vì nó nhẹ và cái thể tích mà nó chiếm nó cũng không quá nhiều nó cũng bền nó không có dễ bị hư hỏng nó có thể sử dụng lâu bởi vì hoa thì chỉ có thể dưỡng ở trong một tuần nhưng mà cũ thì người hà lan họ bán trong suốt một năm cái thời gian để mà thương mại hóa đó nó rất là dài và với cái cũ giống của tulip người ta nhân lên với một cái năng suất cao bằng công nghệ cao thì người ta càng có lợi và cuối cùng một cái điểm lợi cũng rất là quan trọng là nó đem lại công an việc làm cho rất nhiều người liên quan ở trong cái việc mà làm ra những cái củ giống này chúng ta mà tìm hiểu về cách họ làm cũ thì chúng ta còn thấy nó ly kỳ hơn nữa người bạn mà tôi nói hồi nãy chỉ kể rằng một lần chỉ đi qua hà lan chỉ được mọi người đưa chỉ tới một cái cánh đồng hoa tulip nó to và nó đẹp rực rỡ tất cả đều là một cái màu đỏ đậm sắc đều và tươi lung linh dưới cái ánh nắng mặt trời chỉ mới thấy là một hàng xe máy cày nó đến và bắt đầu nó đi và nó cày lên trên toàn bộ cái cánh đồng hoa đó tất cả hoa nó đều bị bẹp dí ở dưới những cái bánh xe máy cày chỉ còn lại những cái cành trơ ra và dĩ nhiên là cái củ ở dưới người ta làm như vậy với cái ý nghĩa gì tức là người ta muốn lưu giữ lại cái chất dinh dưỡng ở vào một cái độ tốt nhất cho cái củ hoa sau khi người ta đã cắt hết đầu là những cái cành hoa nó ở trong cái độ là nó hàm tiếu nhất á, thì người ta bắt đầu bỏ vào những cái máy để người ta rung lắc và những cái cái tràn những cái đĩa đó, nó có những cái lỗ khác nhau những cái quy mô cái size cái kích thước khác nhau cái người ta rung và nó cứ xuống từ từ để cuối cùng người ta giữ lại ở những cái mâm rộng khác nhau sau khi lựa ra rồi các bạn biết người ta làm sao không người ta không có đem bán mà người ta lại đem chôn nó trở lại xuống lòng đất và chôn như vậy sau ít nhất là một mùa tuyết của hà lan thì cái củ đó nó được nằm ở trong lòng đất và nằm ở dưới tuyết như vậy là nó mới đủ mạnh và nó mới phát triển tối đa những cái vẫy ở chung quanh củ đó vì sao người ta phải cho nó phát triển những cái vẫy ở chung quanh như vậy các bạn mỗi một cái vẫy khi nó nằm ở trong tuyết á, nó sẽ mọc ra một cái củ hoa mới như vậy một cái củ hoa mẹ đó là nó sẽ có thể ra tới năm sáu cái củ hoa để người ta có thể thương mại hóa được và như vậy là năng suất của nó rất là cao Đó là một công nghệ và bí quyết riêng Người Hà Lan không có tiết lộ cái cách làm này Và thưa các bạn Cái cách làm đó nó còn độc đáo tới cái chỗ này Tức là khi mà xuất khẩu đi các nước á có thể là ví dụ tới trung quốc chẳng hạn là họ đã có một cái bài toán đề phòng là không có ai lấy được cái củ đó để mà cấy lại và làm ra cái cây hoa tulip khác để có thể bán cạnh tranh với họ mỗi một cái củ như vậy chỉ nở hoa một lần nếu như anh có cái công nghệ nào tốt anh có thể cho nó nở hoa lại tiếp tục một lần nữa thì cái hoa đó nó cũng không khỏe mạnh nó cũng không có phát triển được do đó cái củ hoa đó là đã bán đi thương mại rồi người ta phải làm lại những cái củ giống mới khác cái củ giống đó thưa các bạn khi nào nó được bán đi thì nó đều có ghi tên của cái nhà nhân giống và cái lịch sử cái lý lịch của cái củ giống đó để làm gì một là người ta giữ cái bản quyền về giống của người ta và thứ hai là để người ta sẵn sàng bồi thường hay là tranh luận một khi có những cái khiếu nại gì đó về chất lượng của những cái củ giống hoa và người hà lan họ có một cái tính cam kết với lại cái sản phẩm của họ rất cao tức là khi họ đã bán cái củ hoa đi rồi họ luôn luôn theo dõi là cái củ hoa đó nó có nở hoa đúng như là mong muốn hay không có cái ý kiến gì của người tiêu dùng người ta mong muốn về những cái củ hoa đó hay không tất nhiên các bạn biết là người ta luôn luôn mong muốn màu mới cái sắc độ mới nó có những cái tua mới hay là có những đường gân mới hay là vân vân thì công nghệ làm những cái củ hoa của Hà Lan sẽ đáp ứng những cái yêu cầu mới đó của thị trường cái kỹ thuật kinh doanh của họ nó còn tinh tế tới mức này các bạn họ chia ra trên một cái chuỗi giá trị như vậy họ là cái công lai like, nhân cái củ giống đó người mà phân phối cái củ giống đó cho tới tay người tiêu dùng cuối cùng sẽ được cái phần trăm trong cái giá thành đó nó là bao nhiêu thì nó hợp lý để người ta có thể gắn bó với họ lâu dài và cái bảo hiểm những cái rủi ro của cái hoa đó nó sẽ là bao nhiêu phần trăm tức là chúng ta thấy cái chuyên nghiệp của cái người kinh doanh đó là họ không bao giờ họ nghĩ rằng để có thể tồn tại lâu dài mà có thể ăn hết một mình mình có thể lừa người tiêu dùng nếu mà lừa bằng cái chất lượng không tốt lừa người bán bằng một cái sự phân bố về tỷ lệ trong cái giá thành nó không có hợp lý họ không có thể làm mãi mãi chúng ta đó thường hay nghe ở Việt Nam mình nó có một cái câu là hết trồng rồi tới chặt hết chặt rồi tới đào lên rồi tức là nó chúng ta cứ hết chặt cái này chúng ta trồng cái khác xong chúng ta lại chặt và chúng ta trồng cái khác nữa. Trong khi những cái hộ gia đình của Hà Lan ba đời nay rồi, họ vẫn là theo cũng chỉ có một cái nghề đó thôi, chỉ có cái tên thương hiệu đó thôi, chỉ có cái giống tulip hay là giống ly đó thôi và họ cam kết với lại đối tác cũng như là người tiêu dùng, chất lượng càng ngày càng tốt lên, hoa càng ngày càng đẹp hơn. Tôi nghĩ là trong cái việc lựa chọn về kinh doanh nó có cái vấn đề về chọn cái hình thức nào để mình có thể kinh doanh có lợi nhất chia cái phần lợi nhuận của mình chia cái phần phân bổ ở trong giá thành như thế nào là hợp lý nhất bảo hành cho người tiêu dùng như thế nào là an toàn nhất và luôn luôn xuất hiện với lại một cái sự tín nhiệm rằng là chúng tôi có trách nhiệm hết lòng với lại cái sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, đừng có ai mà ăn cắp bản quyền của chúng tôi được. Thì nó là hai mặt của cái việc người ta cam kết. Khi người ta giữ được cái bản quyền rất tốt, thì người ta mới có thể đảm bảo phục vụ cho người tiêu dùng cũng tốt như thế. Đó là toàn bộ những cái về mặt lý thuyết, chúng ta hiểu về cách kinh doanh của người hà lan câu chuyện của chúng tôi tôi cho là cũng chưa cụ thể lắm nhưng mà có phân tích thêm về những cái cách mà người hà lan kinh doanh đó là chúng ta hiểu thêm chỉ với hoa thôi một cành hoa thôi nhưng anh muốn biến nó thành ra một cái ngành công nghiệp hùng mạnh là nó có rất là nhiều cái nguyên lý những cái kỹ thuật và một đội ngũ chuyên môn chuyên tâm đi theo như thế nào? Đó là câu chuyện về kinh doanh hoa tulip của người Hà Lan. Câu chuyện hôm nay tôi trả lời một cái câu hỏi của bạn uh, hỏi rằng là cô ơi, liệu là cô có thể nói cho nghe coi là với những cái vật dụng tầm thường bình thường của đời sống có thể sản xuất ra được những cái sản phẩm gì mà bán được giá ông cô tôi thấy lý thú vì cái câu hỏi này tôi tin là các bạn hay là xin lỗi nha má của các bạn chắc chắn là sẽ biết tới một cái hộp dầu cù lạ nó màu đỏ nó tròn bằng cỡ uh, hai ngón tay của tôi như thế này và nó dẹp người ta gọi đó là cao sao vàng khi mà chúng ta bị trúng mưa hay là bị sổ mũi, bị cảm chúng ta xoa khắp người nó ấm và xoa vào mũi nó rất là tốt. Thì đây là một cái sản phẩm xưa cũ nhưng bây giờ các bạn tìm thấy nó ở trên cái trang thương mại điện tử Amazon và giá của nó đề tới 250.000 đồng Việt Nam. Trong khi chúng ta mua cái cái hộp cao sao vàng đó chỉ có 5.000 đồng thôi Tức là cái giá của nó tăng lên tới mấy chục lần Tại sao nó tăng được khi nó nằm trên sàn thương mại điện tử Là tại vì người ta chấp nhận cái giá đó Và nó tồn tại ở trên sàn thương mại điện tử khá là lâu Các bạn có nhớ là có cái câu mà chúng ta thường hay nói là Trời ơi tôi đi uh, uh, chạy xe ôm với lại tôi uh, làm cái uh, chổi đót á đó là nó mòn cả móng tay để tôi xây cái biệt phủ thì cái chổi đó hiện nay cũng là một cái món bán khá là chạy ở trên mạng trên sàn thương mại điện tử các cái bạn trẻ mà người ở trong nam thường hay nghe má hay là bà ngoại nhà gọi là cây chổi trà hay là cây chổi sể tức là người ta lấy những cái cây mà giống như là cây cỏ rồi người ta bó lại để người ta làm cây chổi để quét nhà và cây chổi đó chúng ta mua ở nhà đó ở ngoài chợ chẳng hạn giá chỉ có 20 ngàn đồng nhưng mua ở trên sàn thương mại điện tử thì có khi nó lên tới một triệu đồng vì nó là cái dạng là hàng thủ công mỹ nghệ đặc sắc ngoài ra tôi vừa mới phát hiện là hột mít đó các bạn cũng được bán khá là nhiều ở trên sàn thương mại điện tử. Tất nhiên chúng ta nghe hột mít thì thấy một cái điều rất buồn cười là mình mà ăn hột mít đó là bao giờ mình cũng được má mình nhắc là thôi vừa phải thôi, chút chiều nay là có đi ăn đám tiệc đâu mà ráng mà ăn nhiều hột mít vô thì chúng ta hiểu là nó sẽ có một cái hệ quả. Tuy nhiên, thật sự là hạt mít mà chúng ta hấp khéo khéo cái vị nó rất là bùi và rất là ngon. Cái mít non đó họ làm cái sản phẩm blend base tức là cái sản phẩm kho đồ chay cực kỳ ngon. Đó là cái món mà ông bạn chuyên môn làm sấy của tôi là ông Nguyễn Lâm Viên ông cũng nói là đã xuất khẩu được tốt rồi. Việt Nam của chúng ta may mắn là có nhiều cái loại cây mà có thể từ gốc ở dưới sâu cho tới ở trên ngọn là đều sử dụng được hết. Ví dụ cây dừa, các bạn thấy là cái thân dừa để người ta làm cột nhà, lá dừa người ta làm cái mái nhà rồi cái cái thân cây dừa rồi cái hoa dừa, rồi cái trái dừa và kể cả cái vỏ ở bên ngoài thưa các bạn người ta cũng lấy những cái sơ dừa bây giờ người ta làm giá thể để người ta bán cho những cái người làm nông nghiệp đô thị mua về để trồng cây hay là cây chuối thì các bạn biết rồi là thân chuối lá chuối trái chuối thậm chí là bắp chuối làm gỏi rất là ngon và còn nữa các bạn cây sen cây sen gần đây các bạn thường nghe người ta nói tới vải sợi sen. Lúc đầu tôi được cầm ở trên tay một cái khăn của một cái bạn trẻ khởi nghiệp ở Đồng Tháp là bạn Ngọc Như đó là người ta làm cái khăn choàng bằng sen thì nó đẹp nhưng mà nói thật với các bạn nó không có mỏng và không có mịn lắm. Khi tôi đến Fashion tôi thấy là người ta làm bằng lá sen và cái hạt sen tức là hạt sen thay vì mình bỏ vô miệng là mình đem mình xay nó lên cho nó thành bột pha với lại bột của lá sen và một số những cái sợi nhựa tái chế nó thành ra những cái áo sơ mi bằng sợi sen rất là đẹp chúng ta còn khám phá ra được cái tim sen để trị cái bệnh mất ngủ rồi cái ngó sen rồi cái củ sen hiện nay người ta làm bánh người ta nướng lên hoặc là người ta nấu canh với lại cái hạt sen ăn rất là ngon tức là thưa các bạn chúng ta vẫn phải tiếp tục khám phá ra các cái sản phẩm nhiệt đới của việt nam chúng ta có rất là nhiều cái tính năng cái uh, dược tính giúp đỡ cho trong cái chuyện là thuốc nam làm điều trị nhiều cái chứng bệnh mãn tính cũng như là chế biến về thực phẩm cực kỳ ngon khi mà các bạn nhìn sâu vào cái địa phương mình những sản vật những cây cỏ của địa phương mình lập tức chúng ta sẽ tìm ra được những cái tính năng mới mà chỉ có chúng ta là những người yêu quý và hiểu những cái sản vật địa phương đó là có thể khám phá được ngày càng nhiều hơn. Câu chuyện tiếp theo hôm nay là về một cái món mới của người Nhật sẽ xuất hiện ở Việt Nam. Đó là sữa. Các bạn nhớ cái thương hiệu Meiji của Nhật không? Và các bạn biết là người Nhật được người Việt Nam của mình đó rất là tin về chất lượng của sản phẩm. Có một cuộc điều tra độc lập về cái độ tin cậy của sản phẩm của Nhật và có 95% người trưởng thành của Việt Nam tin rằng sản phẩm của Nhật là đảm bảo một cái chất lượng ổn định và an toàn người nhật là người ta tận dụng cái kết quả khảo sát đó liền công ty morinaga của nhật là một cái tên thương hiệu khá là lớn của nhật họ bắt đầu vào việt nam và họ chuẩn bị tung ra sản phẩm sữa đố các bạn họ sẽ đưa ra cái gì sữa công thức chăn tức là sữa dành cho trẻ em hiện nay đó là một đại dương đỏ nó đục nước ghê lắm và còn lại là một số những cái sản phẩm khác Morinaga họ vào Việt Nam họ mua luôn cái công ty Elovi trở thành ra một cái thương hiệu của họ. Đặc biệt người Nhật không đụng tới sữa công thức mà lần này họ sẽ bung ra thị trường giao ua. Và bên cạnh giao ua là các cái món thực phẩm chức năng mà làm từ sữa. Vì sao chọn giao ua? Thưa các bạn, sau đại dịch thì những cái thực phẩm lên men đó, được người tiêu dùng rất tin là nó hỗ trợ cho hệ miễn dịch và công thức sẽ là sữa lên men giao ua hoàn toàn không có đường không có chất béo nó là hoàn toàn chua vậy đó đồng thời là cộng thêm cái gì thưa các bạn cộng thêm thương hiệu Nhật Bản họ sẽ đưa cái giao ua này ra thị trường và họ biết rằng hiện nay dung lượng của thị trường giao ua của Việt Nam chúng ta là nó đã lên tới 1,22 tỷ đô hàng năm nếu mà so với lại con số là 886 triệu đô của năm 2021 vì cái dung lượng cái quy mô của thị trường nó lớn như vậy cho nên Morinaga chọn món da ua này và họ rất là tự tin và như các bạn biết ở Việt Nam chúng ta hiện nay có tới sáu chục thương hiệu sữa chúng ta sẽ quen một số thương hiệu ví dụ Dialac ví dụ như là Vinamilk ngôi sao phương Nam sữa ông Thọ sữa Nutifood sữa TH Trung Milk vân vân tổng quy mô của thị trường sữa của Việt Nam hiện nay nó lên tới 8 tỷ đô la một năm nếu như mà Morinaga họ nhắm tới 1,22 tỷ đô la trong cái điều kiện là toàn bộ thị trường sữa công thức là tức là sữa mà dùng cho trẻ em mà được thương mại hóa rộng rãi đúng là hiện nay cuộc cạnh tranh nó rất là quyết liệt bên cạnh những cái sự tin cậy của người tiêu dùng là nó tốt cho sức khỏe nó có nhiều dinh dưỡng nó có tăng cường hệ miễn dịch vân vân thì có một yếu tố của thị trường nữa là uy tín của cái nhà sản xuất và đồng thời cái mức độ cạnh tranh nó cũng không quá cao đó là lý do tại làm sao mà Morinaga họ chọn cái sản phẩm là giao ua để mà xuất hiện ở trên thị trường của Việt Nam chúng ta hiện nay chúng tôi không có ý định quảng cáo cho cái thương hiệu của giao u của Morinaga có thể ra thị trường họ sẽ có một cái tên thương mại khác chứ không phải là LV tuy nhiên điều chúng tôi muốn nói với các bạn hôm nay là sự khôn ngoan lựa chọn thị trường bao giờ cũng phải nắm rất chắc tâm lý cái trend tiêu dùng mà hiện nay nó chi phối người tiêu dùng mạnh nhất đồng thời coi lại cái khả năng tham gia vào cái cuộc cạnh tranh ở trên thị trường thì chúng tôi cho là những cái nhà sản xuất nhật bản họ lựa chọn như vậy họ cũng có tính toán tới tất cả những cái bài toán cạnh tranh và điều đó cũng đáng cho những nhà kinh doanh việt nam của chúng ta tham khảo đúng không các bạn câu chuyện thị trường của chúng tôi hôm nay xin được tạm dừng ở đây và xin hẹn các bạn năm phút tiếp theo